Vâng, em xin chào toàn thể các bác nhá. Vâng ạ, lại là em Luân đây ạ. Và ở Chi Linh hiện tại đang mất điện, nhưng tại cửa hàng em thì không bao giờ mất điện các bác nhá. Em chia sẻ như vậy để cho các bác của anh em ở các tỉnh xa khi có nhu cầu mua sắm về cửa hàng là yên tâm, chứ các bác cũng không phải lo ngại đó là về nhà em mà không may bị mất điện, mà lại không thử được đồ, không test được các bộ sản phẩm combo, các bác lại phải quay về mất công, đúng không ạ? Ok chưa, các bác của anh em hoàn toàn yên tâm nhá. Điện nhà em đủ để phục vụ các bác của anh em mỗi khi mọi người có nhu cầu tới cửa hàng em giao lưu trải nghiệm và mua sắm ạ. Và trong clip này em sẽ lên cho toàn thể các bác với một set combo có một đôi loa full hàng bãi xịn đến thương hiệu của Đức và có một quả loa súp hơi hàng bãi xịn đến thương hiệu của Đức. Quả loa súp bát 50, tên sản phẩm là B3 Beta 3, mã sản phẩm là X18BI. Quả súp này thuộc trong những dòng súp top đứng hàng đầu của B3 các bác nhé. Giá 9.500.000 đồng, em bao ship cho các bác của anh em. Giá hôm nay là 9.500 tại cửa hàng, nhưng em khuyến mại thêm đó là bao ship luôn cho cả nhà, đúng không ạ? Tiếp theo đó là một đôi loa bãi bát 40, loa full tép kèn, đôi loa B3 mã số S21535 mã. Đôi loa này hiện tại đang có giá tốt nhất các bác nhé, là 19.500 tại cửa hàng. Các bác thấy không, giá đang từ 21.000 xuống 19.500, giảm 1.500.000, gần 2.000 đồng. Đó, những ngày này mà các bác chưa mua thì chắc chắn là trong khoảng một tháng hoặc hơn tháng tới, đúng không ạ, nó qua cái mùa nắng nóng này thì chắc chắn là giá nó sẽ lên rất là nhiều. Trong tầm này thì giá nào bọn em cũng bán các bác nhá, để bán để thu tiền, đúng không ạ? Đôi loa B3 các bác nhá. Đôi loa này thì sở hữu là một bát 40 từ 220 quay 100. Đó, gân vải tẩm dầu, mang giấy gân sóng ốp phơ lồi, tép kèn từ 17 quay 7.2 các bác nhá. Ok chưa? Trong một sản phẩm này em ghép một con đẩy 4 kênh, 2 kênh chạy cho đôi loa full, 1 kênh đánh cho quả loa súp, còn dư 1 kênh để các bác của anh em có thể mua và lựa chọn một đôi loa lời các bác nhá. Chiếc đẩy bãi DMX hàng bãi xịn, mã số FP10000Q, FPCD cộng, giá 15.000 đồng. Size 2U chạy mạch class H chính hiệu. Một chiếc quản lý nguồn PS Audio hàng mới nhập khẩu, lưng tiếng, vang số chỉnh tay. Các bác có thể sử dụng một con vang số chỉnh máy tính, tùy theo sở thích chơi của anh em mà em sẽ phối ghép vang số chỉnh tay và lưng tiếng trong combo này, có tổng trị giá 6.500.000. Bộ micro chính hãng của BBS Pro Sound mã UT58, giá 8.500.000 đồng. Đó là tất cả những gì có trong set combo này các bác nhé. Vậy là tổng giá trị bộ sản phẩm này nó khoảng trên 60 triệu đồng các bạn, tầm khoảng 60 triệu đồng. Ok chưa? Quá đẹp đúng không ạ? Bây giờ em mời các bác của anh em sẽ cùng nghe chất âm một chút để tham khảo trải nghiệm và đánh giá. Mọi người hãy comment ý kiến của bác về chất âm bộ sản phẩm này. Và các bác của anh em thân mến, là bác nào chưa đăng ký kênh hãy nhớ đăng ký để ủng hộ kênh các bác nhá. Xin mời. Đó, tiếng tép đấy, tiếng bát đấy. Quá tuyệt vời luôn. B3 bãi xịn thương hiệu hàng đầu của Đức. Quá tuyệt vời luôn. Lúc nào cũng có điện để phục vụ các bác của anh em gần xa khi đến cửa hàng. Cảm ơn mọi người rất nhiều nhá. Và em sẽ liên tục lên những set combo có tổng trị giá từ khoảng ngoài 20 triệu tới 3, 4, 50, 60, 70, 80 triệu và còn nhiều cao hơn nữa, để các bác của anh em mọi người có thể tham khảo chất âm.
Các bác quý nhân thân mến, mọi người có nhu cầu mua sắm và ủng hộ cửa hàng âm thanh Luân, hãy liên hệ cho em với hai số máy đó là 0365888988, 0368891555. Em Luân địa chỉ tại Chí Linh, Hải Dương và có thể giao hàng toàn quốc. Trân trọng cảm ơn các bác cùng mọi người rất nhiều ạ.